Chương trình diễn đọc Chiết Văn chọn lọc. Tiếp theo đến mẫu chuyện Đổi Tư Tưởng. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Trong việc tu thân sự kỷ, thay đổi tư tưởng là pháp tu chuyển đổi từ tà tư duy ra chánh tư duy. Một khi tư tưởng hoàn toàn trong sạch chân chánh, hành giả sẽ chứng quả A-la-hán ra khỏi sanh tử. Thuở Đức Phật còn trụ thế tại nước Xá Vệ, có gia đình cư sĩ nọ vốn là một thí chủ trung kiên của ngài Xá Lợi Phất. Có cậu con trai vừa lên 7 tuổi tên Su Kha, tánh tình rất thông minh hiền hậu. Hôm nọ Su Kha xin với cha mẹ để được theo tu học với thầy Xá Lợi Phất. Cha mẹ cậu rất vui mừng thuận ý. Sau khi xuất gia làm sa di được 7 ngày, thầy Xá Lợi Phất bảo Su Kha: "Hôm nay trò ôm bình bát theo ta vào thành khất thực." Trên đường vào thành, sa di thấy nước chảy theo một con mương liền hỏi: "Bạch thầy, đó là cái gì?" Thầy Xá Lợi Phất đáp: "Đó là cái mương do người ta đào." "Người ta đào mương để chi vậy, bạch thầy?" "Để dẫn nước đi từ chỗ này đến chỗ kia, nơi nào đất khô thì dẫn nước vào làm ruộng." "Nhưng bạch thầy, nước có trí khôn chăng?" "Này con, nước không có trí khôn." "Bạch thầy, nước không có trí khôn mà người ta có thể điều khiển nó theo ý muốn được sao?" "Được, này con, đúng như vậy." Sa di Su Kha tự nghĩ: "Nếu người ta có thể điều khiển dòng nước là vật vô tri, đi từ chỗ này tới chỗ khác theo ý muốn, tại sao người ta không thể điều khiển được tư tưởng của chính mình, hay tự kiểm soát tâm ý mình và hướng dẫn nó theo ý muốn để thành đạt đạo quả A-la-hán?" Đi một đổi nữa, chú Sa Di thấy một nhóm thợ đang chuốc tên. Họ hơ cây tên trên lửa, tay nắng uống và đưa lên mắt nhắm nhắm, rồi tiếp tục uống nữa. Sa Di lấy làm lạ hỏi nữa: "Bạch thầy, họ đang làm gì đó?" "Đó là những người thợ chuốc tên. Họ đang hơ cây tên trên lửa để uống nắng cho tên ngay thẳng." "Những cây tên ấy có trí khôn chăng?" "Này con, cung tên là vật vô tri vô giác, không có trí khôn." Su Kha thầm nghĩ: "Nếu người ta có thể hơ lửa uống nắng một cây tên không có trí khôn, làm cho nó ngay thẳng theo ý muốn, tại sao các nhà tu có đủ trí khôn lại không chuyển đổi uống sữa trí khôn của mình theo ý muốn để thành đạt đạo quả A-la-hán?" Đi thêm một đoạn đường nữa, bỗng gặp một toán thợ đóng xe, người chuốc câm, kẻ đẽo niềng, người thì đục lỗ, vân vân. Su Kha cũng hỏi thầy như hai chuyện trước. Thầy Xá Lợi Phất cũng trả lời như vậy. Tư tưởng sau cùng của Sa Di Su Kha: "Nếu người dùng những khúc gỗ không có trí khôn để làm thành các bộ phận của một chiếc xe, tại sao có đầy đủ trí khôn như ta lại không thể kiểm soát và chuyển hóa tư tưởng
để được chứng quả A La Hán. Chú liền bạch với thầy: Nhờ thầy pháp thuật luôn dùng con để con trở về tỉnh thất, kiểm đổi tư tưởng. Chú Sa Di bước vào thất, đóng cửa, ngồi tịnh tọa, tập trung tâm trí, thanh lọc sạch hết tư tưởng dại tà. Chỉ mấy tiếng đồng hồ công phu mà tâm trí chú tiểu Su Kha hoàn toàn thanh lặng. Bây giờ Phật đang ngồi nơi tịnh xá, biết rõ đúng giờ ngọ Su Kha sẽ thành đạo, nên ngài dùng hóa thân đón đường Xá Lợi Phất hỏi thăm một vài việc, khiến ông chậm lại đôi phút để Su Kha kịp giờ. Rồi Phật mới để cho Xá Lợi Phất mang trai phạn về. Thầy trò gặp nhau và vui vẻ trong bữa cơm chứng đạo. Việc chú tiểu Su Kha mới 7 tuổi xuất gia và chỉ hành đạo có một buổi mai mà được chứng quả, ai cũng hay biết. Chư tăng cùng nhau tán thán, bàn luận xôn xao. Thầy Xá Lợi Phất đến trước lễ Phật và hỏi duyên do. Nhân đó Đức Phật nhắc lại quãng đời tiền kiếp của Su Kha cho đại chúng nghe. Thời xa xưa về trước, có một chàng nông dân nghèo tên là Ba Ta Ba Ti Ca. Hôm nọ anh đến một đô thị để thăm người bạn. Ông bạn hỏi: Từ trước tới giờ anh có từng thấy người nào dùng một bữa ăn cực kỳ sang trọng đến đổi có hàng ngàn người đến xem chưa? Chưa ạ, thưa anh. Tại đô thị này có một ông quan giữ kho cho vua, giàu có nhất dùng. Cứ 7 ngày là ông dùng một bữa ăn sang trọng. Đối diện với bàn ăn của ông là một nhà khách để chứa hàng ngàn người xem ông ta dùng bữa. Mai này là tới ngày ăn sang của ông, vậy anh hãy ở nán lại xem một lần cho biết. Anh nông dân nghe nói động tánh hiếu kỳ nên bằng lòng ở lại. Sáng hôm sau anh cùng bạn đến ngay vị trí, thấy hai nữ hầu đưa trưởng giả ngồi trên chiếc bành trước một bàn ăn. Trên mâm cơm đủ các món chân hào hải vị vân vân, ai nấy đều trầm trồ khen tặng. Khi ông trưởng giả dùng cơm xong, anh nông dân không về, lại đi thẳng đến xin gặp ông và nói: Tôi muốn có một bữa cơm như ông vừa dùng, vậy phải trả giá bao nhiêu? Ông trưởng giả nhìn anh nông dân rồi đáp: Anh có thể làm công cho tôi mãn 3 năm, tôi sẽ trả cho anh một bữa ăn đầy đủ như thế. Anh nông dân bằng lòng với lời giao kết. Anh nhờ người bạn nhắn tin giùm về nhà, còn anh thì bắt đầu làm việc. Thời gian thấm thoát đã đúng 3 năm. Sáng hôm ấy, trưởng giả ra lệnh cho các tỳ nữ đưa anh nông dân đi tắm rửa, rồi thay cho anh một bộ đồ thật sang đẹp, có tẩm dầu thơm ngào ngạt. Kế đến, anh được đưa ngồi trên ghế giữa như ông trưởng giả ngồi mọi lần. Các thức ăn lần lượt được dọn ra và ban ca nhạc chuẩn bị hòa tấu giúp vui cho anh dùng bữa. Cái tin anh nông dân nghèo ở đợi 3 năm chỉ đổi lấy một bữa ăn sang cả, ai cũng hay biết, nên dân chúng tứ phương kéo đến xem còn đông hơn mấy lần trước. Anh đang ngồi ngay ghế giữa hướng về phía trước hội trường để nghe những lời hoan hô chúc tụng
gian rền luôn mấy phút. Bỗng thấy một vị sa môn ôm bình bát từ từ đi qua, với dáng vẻ trang nghiêm, gương mặt sáng sủa, lộ đầy nét nhân ái từ hòa. Tư tưởng anh khởi lên sự kính mộ, anh liền rời ghế ngồi, bước ra quỳ trước mặt vị sa môn. Bạch ngài, con xin ngài chấp nhận vào đây để con cúng dường ngài bữa ăn ngon lành, hầu con có dịp kết duyên lành với Tam Bảo và nguyện đời đời kiếp kiếp luôn gặp Phật pháp để tu hành giải thoát sanh tử. Đoạn rồi, anh thỉnh vị sa môn ngồi ngay ghế giữa, còn anh thì đứng hầu một bên và từ từ gấp các thức ăn để vào bình bát cho vị sa môn dùng. Nãy giờ ông trưởng giả đứng theo dõi anh nông dân dâng thức ăn cho ngài sa môn, lòng ông kính thương anh vô hạn. Khi vị sa môn đi rồi, trưởng giả mở tiệc khác đãi anh nông dân và nhận anh làm em kết nghĩa, còn chia hai gia tài cho anh nông dân, khiến anh trở nên giàu có. Mấy ngày sau, vua nghe được tin, liền cho dời anh nông dân về chào khen ngợi. Anh sẵn sàng đem một bữa ăn trị giá 3 năm ở mướn cúng dường cho một nhà tu. Thật việc này ít ai làm được. Vậy trẫm thưởng cho anh 1.000 đồng tiền vàng để bù đắp lại tấm lòng thiện hảo ấy. Kể đến đây, Phật kêu Xá Lợi Phất và đại chúng nói tiếp: do túc duyên ấy, anh nông dân Ba Ta sau khi chết, linh hồn được sanh lên cõi trời hưởng phúc lạc đầy đủ. Nay anh lại tái sanh xuống đây gặp Xá Lợi Phất và ta để hoàn thành đạo giải thoát. Cho nên khi mới lên 7 tuổi là xuất gia tu hành và chỉ thiền định chuyển hóa tư tưởng trong 1 buổi mà được thành quả A La Hán. Đọc câu chuyện bé Su Kha thấy rằng tư tưởng là phần quan trọng của mọi hành giả. Trước kia từ tư tưởng tham sân si, tức là tạo nghiệp rồi sanh tử luân hồi làm chúng sanh, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Giờ đây nếu nhà tu biết đem tư tưởng tốt lành đạo đức đổi hết tư tưởng xấu ác ra, tức chúng sanh trở thành Phật thánh và giải thoát an vui. Chuyện cậu bé Su Kha quả là một tấm gương sáng chói cho người sau noi dấu. Chúng ta là môn đồ của nhà Phật, há chẳng học đòi ư? Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Bạn Tác. Chữ Bạn Tác giàu cho đến chết cùng keo sơn, gắn chặt nghi mới là giác mê tâm kệ. Thành ngữ Bạn Tác tức đạo bè bạn, một điều trong ngũ luân. Đây chỉ cho tình bạn hữu đã kết nghĩa thâm giao, thì giàu cho đến chết cũng chẳng hề phai lờ. Xưa nay sách sử thường lưu lại nhiều gương hạnh, như tại Việt Nam có Lưu Bình, Dương Lễ, và trong tác phẩm Lục Dân Tiên
Cụ Đồ Chiểu viết về tình bạn của dân tiên Hấn Minh Tử Trực. Còn Sử Trung Hoa có ba anh em Lưu, Quang, Trương, Đào Viên kết nghĩa. Các tình bạn ấy rất quen thuộc với mọi người. Ở đây xin chứng minh thêm câu chuyện. Vào thời chiến quốc, tại vùng Tây Cương, núi Tích Thạch, thuộc địa phận của vua Võ Nguyên nước Sở, có anh Tả Bá Đào, gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, tánh tình hiền hậu, rất hiếu học. Tuổi đã 40 vẫn chưa có công danh sự nghiệp. Một hôm, nghe vua Sở chiêu nạp hiền sĩ, Bá Đào khăn gói định đến yết kiến. Nhưng nhằm tiết đông thiên, gió mưa lạnh buốt, y phục ướt dầm, trời lại sắp tối. Bá Đào ghé vào túp liều tranh giữa mé rừng, hỏi đục nhờ. Chủ nhà ra mở cửa mời vào. Bá Đào thấy trong nhà chỉ dọn dẹn một cái giường, ở trên chất đầy sách vở. Bá Đào vừa muốn thi lễ hỏi thăm thì người ấy nói: "Khoan đã, để tôi chấm lửa cho ông hơ ấm lại rồi sẽ tiếp chuyện." Vừa hơ y phục, hai người vừa trò chuyện. Bá Đào hỏi thăm tên họ chủ nhà và tại sao chỉ ở có một mình như thế này. Chủ nhà đáp: "Tôi tên Dương Giác Ai, cha mẹ mất sớm, chưa có vợ con, bởi lo học hành bỏ phế ruộng nương nên gia đình phải chịu nghèo túng, sống côi quặng trong túp liều đây. Nay gặp hiền sĩ ghé vào, thật là vinh hạnh cho tôi nhiều lắm." Rồi Giác Ai lo dọn cơm mời khách, thức ăn đơn sơ, nhưng Giác Ai hết sức ân cần tiếp đãi, nên Bá Đào dùng rất ngon lành. Sau khi kể hết lai lịch cho nhau nghe, hai người rất tâm đầu ý hiệp, rồi cùng nhau kết nghĩa đệ huynh. Bá Đào lớn tuổi hơn nên làm anh, Giác Ai làm em. Bá Đào thấy Giác Ai văn võ song toàn nên ngỏ ý: "Anh em mình cùng đi đến nước Sở để lập công danh. Với tài lực của em, chắc vua Sở phải trọng dụng." Thế là hai người chuẩn bị ra đi. Xong chẳng được mấy ngày, còn đang ở giữa rừng, bỗng bị đợt mưa dầm. Người nào cũng chỉ còn một bộ y phục, nhưng đều bị ướt cả. Hai người dừng lại cùng nhau cắt lá cây rừng che đỡ. Tuyết lại xuống càng nhiều, Bá Đào phát bệnh, lạnh run cả người. Trời vừa hết mưa, Giác Ai chạy bẻ cây khô đốt lửa hơ cho anh. Bá Đào bàn với Giác Ai: "Anh thấy con đường đây đến nước Sở, với số gạo tiền của mình hiện có, chỉ đủ một người dùng mới đi đến nơi. Em còn nhỏ tuổi, lại có đủ khả năng hơn anh. Vậy hãy để anh ở lại đây, mình em ra đi có hy vọng kết quả." Giác Ai không đồng ý, nhưng Bá Đào lại nói: "Bây giờ anh quá mỏi, đi không nổi nữa." Giác Ai cảm động thưa: "Anh nằm đỡ đây chốc lát, em đi kiếm củi thêm về nấu cơm ăn. Khỏe lại chúng ta cùng đi, sống chết vui khổ đều có nhau." Nhưng khi Giác Ai kiếm củi ôm về thì thấy Bá Đào cởi hết y phục, xếp lên gói hành lý của Giác Ai, để mình trần nằm trên tuyết chờ chết.
Vừa gặp mặt giác ai, Bá Đào chỉ nói được ít tiếng, từ giả và khuyến tấn em, rồi tắt thở. Giác ai thương khóc thảm thiết, lo chôn thay anh và làm dấu kỹ, rồi ra đi. Khi đến nước Sở, nhờ quan đại phu Bùi Trọng tiến cử, giác ai được vua Sở trọng dụng, phong chức trung đại phu. Giác ai tâu với vua về tình cảnh anh của mình. Vua Sở liền truy phong cho Tả Bá Đạo cũng chức trung đại phu, ban thưởng vàng lụa và cho quan quân theo giác ai đến nơi cải táng Bá Đạo trọng thể. Việc vừa xong, một đêm nọ giác ai nằm mộng thấy Bá Đạo về, anh em gặp nhau mừng rỡ. Bá Đạo nói: anh rất cảm ơn em, chẳng quên tình bằng hữu. Mai táng anh tử tế, nhưng em chôn anh gần mộ Kinh Kha. Y chết đặng làm thần rất oai dũng, mỗi bữa y thường đến xua đuổi, bảo anh phải dời nơi khác, nếu không y sẽ phá mộ. Vậy em hãy dời mộ anh đi. Giác ai tỉnh dậy, sáng ra bèn đòi làng sớm tới hỏi. Họ cho biết gần đó có mộ Kinh Kha thiệt. Trước kia y thích khách vua Tần không được, bị giết bỏ thay ngoài đồng, nhờ Cao Tiệm Ly lén đem về chôn tại đây. Từ ấy đến nay rất linh hiển, nên người xứ này lập miễu thờ, bốn mùa cúng tế. Giác ai liền dắt tùy tùng đến mộ Kinh Kha, chỉ vào tượng mà mắng: ngươi là một đứa thất phu, ở nước Yên thọ ơn thái tử nuôi dưỡng, chẳng biết kế chi đền ơn, mới qua Tần làm thích khách. Chẳng những sự bất thành mà còn làm hư việc nước, lẽ ra phải ở đây an hưởng cúng tế, cớ sao còn dám mê hoặc nhân dân, lại hiếp anh ta là một danh nho liêm chính. Nay ta đến đây dặn bảo phải chừa, nếu còn hiếp anh ta, ta sẽ đào mã và phá miễu của người đó. Tối lại giác ai thấy Bá Đào về nói: em đã lo cho anh, nhưng bộ hạ của Kinh Kha đông quá, nó không chịu nhường nhịn, vẫn còn tới hiếp luôn. Anh cự không lại, vậy em nên dời mộ anh đi nơi khác là hơn. Giác ai thức dậy, tức thời viết biểu về triều, tâu hết sự tình cho vua hay, rồi đòi làng sớm tới nói: Kinh Kha làm bức anh ta, nếu ta phá mồ nó, tất làng sớm không vui. Vậy ta quyết xuống Cửu Tuyền giúp anh, đánh lại bọn cường nghịch. Nói rồi ông rút gươm tự tử. Đêm ấy giữa lúc canh ba, gió mưa nổi dậy, sấm sét tưng bừng, nghe tiếng la hét vang dội. Sáng dậy ai nấy ra coi, thấy mộ Kinh Kha bể nát như trời đánh, xương cốt văng ra tứ tung, cây cối chốc gốc ngã lăn như ai đào bới, miễu bị cháy sạch như chỗ đất bằng. Từ ấy Kinh Kha không còn linh nữa, vua Sở hay tin rất thương xót, nên sai quan ra đó lập miễu thờ hai anh em Tả Bá Đạo và Dương Giác Ai. Nhận thấy tình bạn hữu của hai anh em danh nhân vừa kể thật hiếm có, về sau được người người ca ngợi, và lấy đó làm bài học quý giá, nên có lời thơ khen tặng: thương nhau như gã ai đào, mong chi chia sẻ đồng bào nhiều phê. Đức Thầy
Thầy hiện nay cũng từng khuyên dạy: đạo bè bạn bất phân nhân giới ngà, chữ nghĩa tình sắc đá mãi bền gan. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện nghĩa công. Hồ riêng muôn vàng cho cam, cùng nền gác bỏ để làm nghĩa công. Tiếng chuông cảnh tỉnh. Thành ngữ nghĩa công là chỉ việc lớn lao công nghĩa đối với quốc dân và vạn loại chúng sanh. Nó đối lại với tình riêng là tình cảm ân quán riêng tư nhỏ hẹp của cá nhân hay gia đình đoàn thể. Sau đây là câu chuyện xuất phát thành ngữ xem nghĩa công nặng hơn tình riêng. Thời Đông Châu Liệt Quốc Trung Hoa, nước nào cũng lo tranh giành dương bá. Bây giờ thế vua Tề đang mạnh, kéo quân sang đánh nước Lỗ. Khi đến biên giới Tề Lỗ, dân chúng kinh sợ chạy trốn. Trong số đó có một người đàn bà, tay bồng đứa bé, tay dắt một đứa nữa. Thấy đoàn binh kéo gần tới, người ấy liền bỏ đứa bé trên tay xuống đất, rồi bồng đứa nhỏ đang dắt lên mà chạy, bỏ mặc cho đứa kia kêu khóc. Viên chủ tướng nước Tề thấy vậy, liền cho lính bắt nàng ấy đến hỏi, thì được nàng cho biết: đứa bỏ lại là con ruột của tôi, còn đứa bé tôi bồng chạy đi là con của người anh cả tôi. Vì tôi liệu sức không thể bảo toàn cả hai đứa, nên đành phải bỏ bớt một đứa. Tướng Tề hỏi tiếp: mẹ con là tình máu mủ, tại sao nàng đành bỏ con mà đi cứu người khác? Người đàn bà đáp: anh tôi trước khi chết có ký thác cho tôi nuôi nó để phụng sự tổ tông, nói giỏi, cho nên con tôi là tình riêng, còn anh tôi là nghĩa công. Bỏ con tuy đau xót thật, nhưng tôi không thể làm việc vô nghĩa mà bỏ con anh tôi. Vì làm thế, tôi không thể giác mặt sống ở nước Lỗ này được. Nghe nói, tướng Tề liền cho dừng quân lại và sai người tâu với vua Tề: nước Lỗ chưa có thể đánh được, vì quân ta mới đến cương giới, đã thấy một người đàn bà ở thôn quê còn biết trọng nghĩa công hơn tình riêng. Huống chi các quan lại sĩ phu trong nước Lỗ, làm gì họ chẳng vì nghĩa công mà liều chết chống quân ta. Vua Tề nghe qua cho là phải, lập tức triệu đoàn quân diễn chinh về nước, bãi cuộc xâm lăng. Xét ra nước Lỗ chỉ nhờ một người đàn bà biết trọng nghĩa công mà khỏi nạn binh lửa. Sau đó mấy ngày, vua Lỗ hay được chuyện, liền cho dời người đàn bà ấy về Trào, thưởng cho nàng 100 tấm lụa và sắc phong 2 chữ danh dự là nghĩa cô. Thời nay Đức Thầy dùng 2 chữ nghĩa công qua 2 câu giảng nêu trên là có ý khuyên toàn dân đối với đồng bào chủng tộc hay thân quyến bạn bè. Dù ai có thù hận oán ân cũng nên gác bỏ để lo thi hành việc công nghĩa có lợi ích cho dân nước và vạn loại chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.